Vâng, cái bản tin kế tiếp đây chúng ta sẽ nói tới những cái phân tích mới, những cái lý thuyết mới chung quanh việc là chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Thưa quý vị, mình nhớ là cái chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ bắn rơi vào cái ngày mùng 5 tháng 2. Thế nhưng mà cái câu chuyện về nó thì nó lại không chấm dứt ở đó. Mà người ta từ đó tới giờ có thêm thời gian để người ta nghiền ngẫm, người ta suy nghĩ, rồi người ta đưa ra những cái lý thuyết mới, những cái khía cạnh mới trong cái vấn đề này. Mà theo New York Times đó, thì họ nói rằng là có những cái lý thuyết cho rằng là chính cái chuyện chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc nó biểu lộ ra sự rạn nứt, sự chia rẽ trong cái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái chuyện này như thế nào? Những cái nhà phân tích này đó, họ dựa trên hai cái sự kiện thực tế. Thứ nhất là cái chuyện mà một cái chiếc khinh khí cầu nó được điều khiển bằng điện tử mà nó lại có những cái cánh quạt để mà định hướng, tức là để điều khiển cho nó bay theo hướng nào đó. Thì một cái chiếc khinh khí cầu như vậy không thể nào đi lạc được và đi lạc xa như vậy được. Người ta cho rằng là nó chỉ có thể đi lạc khi mà người ta muốn nó đi lạc mà thôi. Đó là cái chuyện thứ nhất. Và cái chuyện thứ hai, chính vì cái chiếc khinh khí cầu này nó xảy ra đó, nó làm cho cái chuyến đi của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Blinken nó phải hủy bỏ. Có nghĩa là cái tiến trình mà giải là tan băng cho ngoại giao giữa hai quốc gia, nghĩa là tìm kiếm cái mối bang giao nồng ấm hơn giữa hai quốc gia này, nó phải hủy bỏ. Thì dựa vào cái chuyện đó, người ta cho rằng nó là một cái sự phá hoại. Họ lập luận như thế này, họ nói rằng là sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tập Cận Bình đã phát giác ra cái chuyện là Zero Covid của mình nó là một sự tai hại, là một cái sự tàn phá cho cái nền kinh tế của Trung Quốc, họ đã cố gắng sửa sai nó bằng cái cách là bãi bỏ nó đi, làm cho xã hội Trung Quốc trở lại bình thường, có nghĩa là trở lại cái nền kinh tế của Trung Quốc sinh hoạt lại bình thường. Bằng chứng là ở diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thủ tướng Lưu Hạc cũng đã hân hoan tuyên bố rằng là Trung Quốc đã trở lại, nền kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu phát triển như cũ. Rõ ràng là họ muốn phát triển cái nền kinh tế của Trung Quốc càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt, càng mạnh càng tốt. Thế thì trong cái chiều hướng như vậy, rõ ràng là ông Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình phải thấy một điều quan trọng cần làm trước hết là phải làm sao bình thường hóa ngoại giao với lại Hoa Kỳ, làm tan cái băng giá giữa hai cái quốc gia hiện đang tồn tại thì mới được. Bởi vì chắc chắn là khi mà Trung Quốc nó mà còn kèn cựa, mà còn gọi là đối đầu với lại Hoa Kỳ, không ai dám làm ăn ở Trung Quốc, nhất là cái giới đầu tư ngoại quốc. Bởi vì họ sợ trừng phạt, họ sợ là những cái đòn trả đũa kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc thì sao? Thành ra làm ăn ở Trung Quốc trong cái điều kiện mà hục hặc với Hoa Kỳ nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái lý do muốn làm cho Trung Quốc phát triển bình thường, muốn cho kêu gọi đầu tư của giới đầu tư của ngoại quốc, làm cho doanh nhân của trong nước tin tưởng và phát triển cái sự đầu tư sản xuất, thì buộc lòng là phải hòa hoãn với Hoa Kỳ trước hết đã. Rõ ràng là Tập Cận Bình chắc chắn là phải đưa ra cái vấn đề đối với lại Hoa Kỳ rất là cẩn trọng. Và trước một cái chuyến thăm của ông Blinken tới Bắc Kinh, nó chứng tỏ cái ý muốn của Tập Cận Bình rồi. Như vậy, trong cái điều kiện như vậy, trong cái chiều hướng như vậy mà nói rằng là Trung Quốc thả một cái chiếc khinh khí cầu do thám Hoa Kỳ để gây ra căng thẳng hai bên, là cái chuyện nó quá trái khoáy, nó không hợp lý thế nào cả. Và dựa vào cái lý do đó, người ta nói rằng có thể là đã có một cái thế lực đối chọi, hay là một cái thế lực diều hâu chủ trương cứng rắn với Hoa Kỳ ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoặc là ngay trong cái quân đội của Trung Quốc đã làm ra cái chuyện đó. Bởi vì người ta nhớ rằng cái thời ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã làm một cái chuyện tương tự như vậy, quân đội của Trung Quốc đã làm một cái chuyện tương tự như vậy. Và có thể là lần này là Tập Cận Bình hoàn toàn không hay được là cái chuyện nó xảy ra như thế. Chứng tỏ rằng, để chứng minh, họ nói rằng là mình nhớ đi, mãi cái ngày ngày 3 của tháng 2,
chính phủ của Trung Quốc mới tàu mới đưa ra một cái lời lẽ nói rằng, tuyên bố rằng là họ rất lấy làm tiếc khi có một cái chiếc khinh khí cầu dân sự nó bay lạc vào không phận của Hoa Kỳ như vậy. Cái chuyện mà bày tỏ sự hối tiếc này nọ là cái chuyện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc rất ít làm. Và cái thứ hai nữa, khi mà họ nói như vậy thì có lẽ là họ mới giật mình, bởi lúc đó họ mới lại thấy ra cái câu chuyện nó nguy hiểm. Và lúc đó thì mình thấy là nó đã có rất là muộn rồi, họ không có cái cách gì mà sửa chữa ngoài cái chuyện là cách chức Trương Quốc Thái. Trương Quốc Thái là cục trưởng của cục khí tượng của Trung Quốc. Với cái chuyện cách chức ông Trương Quốc Thái như vậy thì chắc cả Trung Quốc cũng muốn vớt vát lại, nói rằng là cái chiếc khinh khí cầu đó quả thực là của cục khí tượng, là một khinh khí cầu dân sự làm cái nhiệm vụ thăm dò khí hậu mà thôi. Nhưng mà rõ ràng qua cái việc lý luận như vậy đó thì người ta có thể nói rằng là phía bên Trung Quốc có một cái thế lực nào đó thả khinh khí cầu để nhằm, như chúng ta nói, là làm thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ, có thể là phá hoại cái bang giao của hai quốc gia, và cũng có thể là cái chuyện mà làm cho uy tín của Tập Cận Bình càng xuống dốc, càng mất mặt. Nó chỉ xảy ra là một trong ba cái điều nó như thế. Thế nhưng mà đó, phía bên Hoa Kỳ, cái chuyện đó nó lại làm cho phía bên Hoa Kỳ ông Biden cũng lãnh đủ luôn. Bởi chúng ta phải thấy rằng hiện nay những người Cộng hòa ào ạt tấn công ông Tổng thống Biden, nói rằng là cái chuyện mà để cho phép một cái khinh khí cầu nó lang thang khắp nước Mỹ như suốt 3 ngày như vậy là không thể chấp nhận được, khi mà đã xác định nó là một cái khinh khí cầu là do thám thì lại càng không được nữa. Và ngay trong cái thăm dò của dân chúng Hoa Kỳ sau cái vụ khinh khí cầu bị bắn rơi như vậy đó, thì thưa quý vị, đã tới có tới 63,4% người dân Hoa Kỳ không đồng ý với cách giải quyết cái khinh khí cầu do thám này của chính phủ Biden. 30% nói rằng là giải quyết như vậy là sai, còn 33,4% nói rằng giải quyết như vậy thì quá là chậm, lẽ ra là phải bắn rơi nó ngay từ khi phát hiện nó ở không phận của Montana cơ, nó mới là đúng. Dù rằng chúng ta thấy rằng là Tổng thống Biden đã có một cái lời thanh minh rằng là ông đã có ra đề nghị là bắn rơi nó hồi ở Montana rồi, nhưng mà Bộ Quốc phòng đã yêu cầu là hoãn lại để chờ nó ra cái chỗ vùng nước để bắn cho nó an toàn, tức là 3 ngày sau mới bắn đó. Thì hiển nhiên là người ta cũng biết rằng là Hoa Kỳ cũng đã, khi mà lý luận như vậy, thấy cái chuyện cái khinh khí cầu ở cái vùng cái đất của mình đó, nó là một cái chuyện mà trái khoáy, khó hiểu và rất là gọi là phi lý nữa, thành ra chắc có lẽ họ không muốn bắn cái khinh khí cầu đó. Họ muốn duy trì, cũng muốn duy trì cái sự bang giao nồng ấm giữa hai bên. Và chúng ta phải thấy một cái thực tế là Hoa Kỳ cũng có lợi nếu như là hợp tác nồng ấm với lại Trung Quốc, bởi vì nền kinh tế của Trung Quốc nếu mà bình thường lại đó thì nó cũng có lợi cho cả thế giới, mà cho cả cả Hoa Kỳ nữa. Cho nên có thể nói rằng là trong 3 ngày vừa qua đó, 3 ngày mà được tha cho cái khinh khí cầu, tạm tha cho cái khinh khí cầu đó, mình có thể tưởng tượng được là hai bên đang nỗ lực tìm hiểu cái vấn đề như thế nào để tránh gọi là gây ra căng thẳng với nhau, tránh hiểu lầm nhau, có thể tránh, có nghĩa là có thể tránh rơi vào một cái bẫy rập của một cái thế lực như chúng ta vừa kể. Cho tới ngày hôm qua đây, ngày thứ tư của ngày 9 tháng tháng 2 đó, thì mình thấy rằng Tổng thống Biden đã rõ ràng tuyên bố rằng là cái chuyện bắn cái chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc không ảnh hưởng gì, không có gây tác hại gì cho cái mối quan hệ bang giao giữa hai quốc gia Mỹ và Trung Quốc. Thì điều đó mình thấy rõ ràng rằng là trong 3 ngày đó hai cái quốc gia này quả thật đã có những cái trao đổi lẫn nhau để tìm hiểu vấn đề, để tránh, để có thể gọi là sự có một cái sự thấu hiểu hiểu nhau và không rơi vào bẫy rập. Tuy nhiên thì dù là thế nào đi nữa, mình thấy là hơn gần 60% người dân Hoa Kỳ nói rằng là cái chuyện mà chính quyền Tổng thống Biden bắn cái chiếc khinh khí cầu nó rất trễ đó,
nó làm cho Hoa Kỳ trở nên có một cái hình ảnh rất là yếu đuối. Vâng, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm ngừng, mời quý vị theo dõi những cái tin tức thương mại sau đây.